Điều con người sợ hãi nhất là gì? Một thanh niên trẻ tuổi luôn cảm thấy sợ hãi trước nhiều thứ. Nghĩ đến điều này thấy sợ, nghĩ đến điều kia cũng lại thấy sợ. Rốt cuộc, anh ta không biết mình sợ điều gì nhất. Vì vậy, anh ta tìm đến một vị cao nhân để hỏi. Người thanh niên trẻ đến hỏi vị cao nhân: "Xin hỏi ngài, con người sợ nhất cái gì?" Vị cao nhân mỉm cười, rồi hỏi lại: "Vậy cậu cho là cái gì?" Người thanh niên không nghĩ ngợi lâu mà trả lời ngay: "Là sự cô độc, có phải không?" Vị cao nhân lắc đầu: "Không đúng rồi." Người thanh niên lại hỏi: "Vậy đó là sự hiểu lầm?" Vị cao nhân vẫn lắc đầu nói: "Cũng không đúng." Người thanh niên lúc này có vẻ bối rối, nghĩ một lát mới dám nói: "Vậy phải chăng là sự tuyệt vọng?" "Vẫn không đúng." Người thanh niên trả lời một lúc rất nhiều đáp án khác nhau, nhưng vị cao nhân lại một mực lắc đầu nói không đúng. Cuối cùng, người thanh niên không thể nghĩ thêm được gì nữa, liền nói: "Xin ngài hãy nói đó là cái gì?" Vị cao nhân trả lời: "Đó chính là bản thân mình. Con người sợ nhất là bản thân mình." Người thanh niên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn vị cao nhân, nửa như đã hiểu, nửa lại như không hiểu. Vị cao nhân giải thích cho người thanh niên: "Đúng là như thế đấy. Kỳ thực, những điều mà cậu vừa nói, cô độc, tuyệt vọng, hiểu lầm, vân vân, đều là những thứ được phản chiếu ra từ thế giới nội tâm của cậu, đều là cảm giác của tự thân, bản thân cậu mà thôi. Nếu như cậu nói với chính mình rằng những điều này thật sự đáng sợ, mình không thể chịu nổi, vậy thì cậu sẽ thực sự sợ hãi. Nhưng nếu như cậu nói với bản thân mình rằng không có gì phải sợ cả, chỉ cần mình dũng cảm đối mặt thì mình sẽ chiến thắng được nó, như vậy thì sẽ không có gì làm khó được cậu cả. Còn sợ hãi trước những gì mình nghĩ ra, tức là cậu còn chấp nhất, dính mắc vào nó. Sao phải đau khổ chấp nhất vào những điều hư ảo đó? Một người không còn bị dính mắc vào điều gì thì anh ta còn có thể sợ hãi chăng? Cho nên, khiến cho một người sợ hãi cũng không phải là những ý nghĩ kia, mà chính là bản thân người đó thôi. Người thanh niên bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng nếu quang đãng thì dù có mưa cũng thấy bầu trời trong xanh. Nhưng nếu trong lòng mà âm u thì dù không mưa cũng thấy bầu trời âm u. Cuộc đời của một người giống như một chuyến hành trình trở về. Ven đường có vô số những vũng nước lầy lội, nhấp nhô, nhưng cũng có những cảnh sắc tươi đẹp, ngắm nhìn không hết. Có thể chúng ta khó cải biến được đường đời của mình, nhưng ít nhất chúng ta có thể cải biến được nhân sinh quan. Có thể chúng ta khó cải biến được hướng gió, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh được cánh buồm. Có thể chúng ta không chi phối được sự tình, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được tâm tình của mình. Hy vọng. Gia đình chúng tôi lớn lên ở một vùng sa mạc ở trên độ cao của miền Nam Utan. Ở đó rất ít mưa và người ta luôn hy vọng có đủ nước để đối phó với sức nóng của mùa hè. Lúc ấy cũng như bây giờ, chúng tôi luôn hy vọng và cầu nguyện cho trời mưa. Thậm chí trong những lúc tuyệt vọng, chúng tôi còn nhịn ăn để có được mưa. Có một câu chuyện được kể lại về một người đàn ông dẫn đứa cháu nội 5 tuổi đi dạo quanh thị trấn. Cuối cùng họ đi đến một cửa tiệm tạp hóa nhỏ trên con đường chính và dừng lại ở đó để mua một lon nước ngọt. Một chiếc xe mang biển số của tiểu bang khác tiến đến và người lái xe đi đến gần ông lão. Người lái xe chỉ vào một cụm mây nhỏ trên bầu trời và hỏi: "Ông có nghĩ là trời sắp mưa không?" Ông lão đáp: "Tôi hy vọng là vậy.
Tôi đã thấy mưa rồi, nhưng đứa cháu nội thì chưa. Hy vọng là cảm xúc làm phong phú cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hy vọng được định nghĩa là cảm nghĩ rằng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Khi có hy vọng, chúng ta trông chờ với ước muốn và niềm tin hợp lý. Do đó, hy vọng mang đến một ảnh hưởng êm ả nào đó cho cuộc sống chúng ta khi chúng ta mong đợi một cách tự tin vào những sự kiện tương lai. Đôi khi chúng ta hy vọng về những điều mà chúng ta chỉ kiểm soát được chút ít hoặc không kiểm soát được gì cả. Chúng ta hy vọng về thời tiết tốt, hy vọng một mùa xuân đến sớm, hy vọng đội thể thao ưa thích của mình sẽ chiến thắng. Những hy vọng như vậy làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị và thường có thể đưa đến hành vi lạ lùng, thậm chí là mê tín. Ví dụ, cha vợ tôi mê thể thao vô cùng, nhưng ông tin rằng nếu ông không theo dõi trận đấu của đội bóng yêu thích của mình trên truyền hình thì đội bóng của mình có thể thắng. Những trường hợp khác, hy vọng có thể đưa đến những ước mơ soi dẫn và hướng dẫn chúng ta đến hành động. Nếu chúng ta hy vọng học giỏi hơn ở trường thì hy vọng đó có thể thực hiện được bằng cách học siêng năng và tận tụy hy sinh. Nếu chúng ta hy vọng được chơi trong một đội chiến thắng thì hy vọng đó có thể đưa đến việc tập luyện kiên định, tận tụy, cả đội chung sức và cuối cùng là thành công. Roger Bannister là một sinh viên y khoa dự bị ở nước Anh và có một tham vọng. Anh ta muốn là người đầu tiên chạy một dặm đường trong vòng chưa đầy 4 phút. Trong phần lớn thời gian nửa đầu thế kỷ 20, những người hâm mộ môn điền kinh khao khát chờ đợi cái ngày mà sẽ có một người nào đó có thể chạy được một dặm đường trong vòng chưa đầy 4 phút. Trong nhiều năm, đã có nhiều vận động viên nổi bật đã gần đạt được mức đó, nhưng vẫn chưa có người nào chạy được một dặm đường trong vòng chưa đầy 4 phút. Ông Bannister tận tâm theo đuổi lịch trình tập luyện đầy tham vọng, với hy vọng sẽ đạt được mục tiêu lập kỷ lục thế giới của mình. Một số người hâm mộ thể thao đã bắt đầu nghi ngờ rằng sẽ không có một người nào có thể đạt được kỷ lục đó. Một số người được xem là chuyên gia còn cho rằng về mặt sinh lý học, cơ thể con người không thể nào chạy với tốc độ ấy trong một quãng đường dài như vậy. Vào một ngày đầy u ám, ngày 6 tháng 5 năm 1954, hy vọng lớn lao của Roger Bannister đã trở thành hiện thực. Ông đã chạy đến đích của cuộc đua với kỷ lục thế giới mới là 3 phút 59.4 giây. Hy vọng của ông để chạy một dặm đường trong chưa đầy 4 phút đã trở thành một ước mơ hiện thực bằng sự tập luyện lao nhọc và tận tụy. Hy vọng có thể soi dẫn những ước mơ và khuyến khích chúng ta thực hiện các ước mơ đó. Tuy nhiên, chỉ hy vọng không thôi cũng không đưa chúng ta đến thành công. Nhiều hy vọng cao quý đã không được thực hiện vì có ý định tốt nhưng tính biếng nhác đã cản trở, không cho ước mơ đó thành hiện thực. Là cha mẹ, ước mơ sâu xa nhất của chúng ta tập trung vào con cái mình. Chúng ta hy vọng chúng sẽ lớn lên để sống một cuộc sống ngay chính và có trách nhiệm. Những hy vọng như vậy có thể dễ bị tiêu tan nếu chúng ta không nêu gương sáng. Chỉ hy vọng không thôi thì không có nghĩa là con cái chúng ta sẽ lớn lên trong sự ngay chính. Chúng ta cần phải dành thời gian với chúng trong buổi tối họp mặt gia đình và các sinh hoạt gia đình quan trọng. Chúng ta cần phải dạy chúng các nguyên tắc đạo đức quan trọng và làm gương cho chúng. Có như vậy thì các hy vọng sâu xa nhất của chúng ta mới thực hiện được.